Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 7 tác phẩm Gia đình biệt động của tác giả Nguyễn Trần Thiết. Má Sáu hoàn đọc lại lần nữa bức thư chỉ vẹn vẹn một dòng. Chị đến nhà bác Sáu ánh nhận bốn tạ trái cây, ba tạ than, Chị hiểu nội dung những điều trong thư là hẹn gặp ở điểm A đúng vào 7 giờ. Điểm A là nhà gì bảy? Em ruột má. Má không hiểu ai đã viết thư này, ba cánh, tư liên, mười tuân hoặc một đồng chí nào từ trong căn cứ mới vào thành. Má không biết chắc chỗ ở của các con và các con cũng khó nắm được địa chỉ của má. Muốn gặp má, tụi nó thường gửi thư cho dì bảy dì bảy chuyển thư đến dì út khuê và dì út biết cách trao thư tận tay má. Má đến điểm hẹn, dì bảy đưa má vào trong nhà, chờ cho dì bảy ra khỏi, bà cánh mới lên tiếng. Má, con nói điều này làm má đau lòng nhưng con tin má sẽ vượt qua thử thách gây gò này. Má à, nhà con bị bắt cách đây hai ngày. Trời! Má sáu reo mình xuống ghế, má muốn khóc to, muốn gào to cho đỡ đau đớn nhưng má phải dằn mình xuống. Tháng ba cánh còn đau khổ hơn má nhiều. Nhìn nét mặt nó phờ phạc, mắt trũng sâu, người gầy rạc đi, má thương nó quá. Những giọt nước mắt lăn chẽn gò má má. Kẻ địch thật là tàn bạo. Chỉ trong vòng hơn một năm, tụi nó đã cướp của má hai đứa con con mỹ hòa bị bắt tháng 5 năm 1964 và tư liên lại xa vào tay giặc tháng 10 năm 1965 ba cánh ngồi chân chân nhìn má anh muốn giữ im lặng để nỗi đau trong lòng má lắng xuống má sáu hoàn hỏi con ai cho con hay tin này tin đã chính xác chưa thưa má chính con thấy em tư bị bắt má sáu hoàn yêu cầu con rể với vẻ bình tĩnh kể lại cho má nghe đi con anh Ba Cánh kể lại chuyện xảy ra. Ngày 10 tháng 3 năm 1965, anh chị hẹn gặp nhau hồi 18 giờ tại căn gác hai đường bà Hạt. Chị đến điểm hẹn rất đúng giờ, dùng chìa khóa riêng mở cửa buồng. Anh Ba Cánh đứng phía trong anh hỏi ngay. Anh nghi là có cái đuôi bám theo em. Cái thằng đội mũ phớt, đeo kính dâm đó. Đứng trên gác, anh quan sát thấy bộ điệu nó đáng nghi quá để em xuống giả bộ mua bánh mì. Nếu nó bám theo em thì anh thoát đi ngay. Em sẽ lựa thế tuột khỏi tay nó. Hoàn đã, em kể vắn tắt ngày hôm nay đã đi những đâu. Từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, em dạy học sở trường tư thục Nguyễn Hoàng, đường Trần Phú hiện nay. An lớp, em đến nhà chị ba ở đường Nguyễn Cư Trình, rẽ vào quán ăn cơm xong. Em đến thăm một gia đình cơ sở ở đường Gia Long, nay là Lý Tự Trọng. Tiếp đó, em đạp xe về nhà chú Bảy ở ngã sáu chợ lớn. Trước khi về đây, em đến điểm hẹn ở đường Trần Bình trọng gặp ba đặng. Được rồi, em đi ngay. Nếu không có động, em cũng không quay lại đây nữa. 8 giờ tối, chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà cô Năm. Tư Liên dắt xe ra đường, tên đội mũ phớt bám theo chị ngay, không nghi ngờ gì nữa nó đúng là tên chỉ điểm rồi ít nhất từ 11 giờ 30 phút nó đã bám theo từng bước đi của chị. Nó có một mình nên chưa dám bắt chị. Và cũng do ý định lần tìm ra chỗ ở của chị để quăng một mẻ lưới có thể thu về được nhiều cá nên nó đã kiên nhẫn bám chị đến cùng. Rất may là anh ba đã phát hiện được nó. Tư liền biết là có động. Chị muốn bứt nhanh, cắt bằng được cái đuôi nhưng không kịp rồi. Một chiếc xe bịt bùng đậu ở góc phố đã nhô ra, những tên cảnh sát ập đến và chỉ trong một phút, Tư Liên đã bị vứt lên xe. Lẫn trong dòng người, ba cánh chứng kiến tận mắt kẻ thù hành hạ vợ anh rất muốn xông vào cứu trị. Anh đặt tay lên cỏ khẩu súng lục đang giấu trong túi quần. Chỉ cần nhảy mươi bước là anh sẽ dện gần tụi nó và ít nhất cũng có hai hoặc ba đứa bị đền tội. Rồi sau đó thì sao? Ba cánh dùng mình. Câu trả lời đã rõ ràng. Địch sẽ bắt được anh chúng sẽ giải cả hai vợ chồng anh về tổng nha và xua quân đến bắt những gia đình cơ sở không không được mê muội để tình cảm thắng lý trí trong lúc này trên trái đất này không có người đàn ông nào trông thấy kẻ khác bắt trói vợ mình sắp đem vợ mình tra tấn tù đầy mà không cứu nhưng nếu người đàn ông đó là đảng viên cộng sản tất nhiên anh ta phải đặt lợi ích của đảng lên trên lợi ích riêng ba cánh dứt khoát quay đi lúc nãy khi rời khỏi căn nhà ở đường bà hạt anh đã kịp làm một việc có ích là đem theo mọi giấy tờ của chị giờ đây anh phải tranh thủ từng phút với địch phải báo trước cho các gia đình mà tư liên đã đến trong ngày hôm nay kịp cảnh giác đề phòng bắt được tư liên những tên cảnh sát không chậm trễ một phút chúng cần lấy khẩu cưng tư liên ngay để dễ quăng mẻ lưới lớn tư liên bị dẫn lên thang gác chị bước chậm lại để anh ba cánh có thì giờ thoát thân căn nhà này có hai cầu thang nếu biết chị gặp nạn anh có thể thoát theo đường bí mật tư liền móc túi lấy chìa khóa chị đã quyết định nhận mình là chủ căn buồng này ở thành phố dù sao chị cũng phải có một chỗ ở chính thức bà chủ nhà này chắc chả bị liên quan gì có thiếu gì người có nhà cho thuê làm buồng chứa chỗ gá bạc hoặc nơi tụ tập của bọn đầu trộm đuôi cướp mà chủ nhà có bị tội lỗi gì đâu. Có luật lệ nào buộc chủ nhà chịu trách nhiệm về nghề nghiệp của người thuê nhà. Cửa mở, tội cảnh sát ập vào. Trong cái áo ngoài chị vắt ở đầu giường, không chỉ tìm thấy cái ví tiền, bên trong có vài trăm bạc, đồ đạc trong nhà thật. Đơn sơ nên kẻ địch chả cần lục lọi gì lâu. Chúng hỏi chị, chồng mấy, thằng ba cánh đâu? Tôi không biết. Đủ má, kỳ quá bà nội vợ lại không biết chỗ của chồng đã từ lâu tôi không gặp anh tên cảnh sát rít lên mày định chối à tao sẽ có cách bắt mày phải khai ra sự thật nó đấm đá tư liên chị không đau lắm nhưng chị gào to khóc giống lên để bà con căm thư giặc và để báo động cho các đồng chí biết là chị đã bị bắt ba cánh chỉ kể được với má như vậy anh không biết gì hơn nữa từ sau hôm tư liên bị bắt anh không có cách nào liên hệ với chị anh nêu ý kiến với má một cách rẻ dặt con ty là nhà con sẽ không khai báo gì với địch dù sao ta vẫn phải cảnh giác má cần báo cho các cơ sở không má có cách nào liên hệ với nhà con không má sáu hoàn hiểu lòng con rể má muốn an ủi anh tìm lời khuyên giải để san vơi khổ đau cho anh nhưng chính má cũng đang đau khổ xé ruột xé gan má chỉ còn biết bộc lộ nỗi lòng mình. Má rất tin vợ con, tư liên biết mọi cơ sở bí mệt của má. Không khi nào con nhỏ phản lại má nó, chống nó và lý tưởng của nó. Con cứ yên tâm, để thùng thẳng má sẽ nhờ người liên hệ với vợ con. Vào giờ này, trong trại giam ở tổng nhà cảnh sát, tư liên choàng tỉnh, chị cựa mình, toàn thân chị ê, ê ẩm. Chị đảo mắt nhìn lên trần nhà, đây là đâu nhỉ a à, salim xà salim xà là như thế này đây một căn phòng hẹp chỉ kê vừa chiếc giường xi măng chiếc cùm sắt ở dưới chân sợi xích sắt ở trên đầu chị chưa bị khóa tay cùm chân vì sao nhỉ có thể vì chị ốm yếu quá và cũng có khả năng chúng còn muốn giờ trò nhân đạo với chị chị nhớ đến trận đòn chị vừa chịu đựng Tôi cảnh sát cầm hai chân dìm cả người chị trong thùng nước bẩn. Chị vùng vẫy, sặc sụa. Cho đến lúc chị uống no nước, sắp ngất xỉu, chúng mới kéo chị lên. Chúng đặt chị nằm thẳng đơ, hỏi những câu liên quan đến công tác của chị. Sau mỗi lần chị lắc đầu hay trả lời không biết, những tên cảnh sát lại thay nhau dẫm lên bụng làm cho nước bẩn, máu và cả mật xanh, mật vàng ộc ra đằng miệng, đằng mũi, thành ba tia nước vọt bắn lên cao. Chị băn khoăn lấm. Tại sao tụi nó biết về chị tường tận như vậy? Chúng biết chị là vợ bà Cánh, tránh chị viên ban quân sự thành đoàn. Chị vào đảng năm 1961, hiện tham gia ban chấp hành thành đoàn, lãnh đạo phong trào. Chị không khai với địch nửa lời. Bất cứ câu hỏi nào địch nêu ra, chị đều trả lời theo một điệp khúc không biết tuy rằng sau hai tiếng không biết chị thết ra là một trận đòn giáng xuống người chị chị cảm thấy mệt mỏi toàn thân dã rời và quặn đau trong bụng có lẽ chị bị động thai những bản chân hộ pháp kia dẫm lên không hiểu có làm cho đứa con bị chết trong bụng chị không liệu chị có hư thai không có nên báo cho chúng biết là mình đang mang bầu thông báo để làm gì để cầu xin lòng thương hại của quỷ dữ à không đời nào chị sẽ im lặng cắn răng chịu đựng, không để cho kẻ địch nắm được điểm yếu của mình. Chị thầm phục anh. Trên thực tế, chị hoạt động ở nội thành lâu hơn anh. Tại sao chị vấp phải sơ hở để khi anh phát hiện, chị mới nhận ra, nhưng đã muộn rồi. Chắc anh lo cho chị lắm vì anh biết chị có thai. Năm 1964, chị sinh con trai đầu lòng. Anh đặt tên con là Cánh. Chị đem con về quê chồng gửi. Biết anh quá ham con, chị muốn về Cần Thơ, đón bé cánh lên gửi ở nhà quen để anh có thể sớm tối đi về gặp con. Xong anh không chịu, anh an ủi chị. Trong cuộc đời người cán bộ hoạt động trong lòng địch, phụ nữ cực hơn nam giới vì còn phải bụng mang dạ chửa. Thôi, đã chót có mang rồi, em dáng sinh cho anh đứa con gái. Con trai của chúng ta tên là Cánh. Theo thỏa thuận chung, anh lấy bí danh của anh đặt tên cho con. Nếu đẻ con gái em đặt tên con là liên bí danh của em chị trêu anh nếu em lại đẻ con trai anh cười xòa cũng tên liên nhà ta sẽ có hai cánh hai liên liên má liên con bây giờ chị đang động thai làm cách nào giữ lại được đứa con biết tìm đâu ra thuốc dưỡng thai ở giữa bốn bức tường xung quanh toàn bọn sói lang này có tiếng động phía ngoài xà lim trời đã sáng rõ, một đêm khủng khiếp trôi qua rồi. Cửa xà lim mở, tụi cảnh sát áp giải đến một người tù. Anh ta phở phạc, đỡ đẫn, trông như người mất hồn. Không dám nhìn thẳng vào mặt chi, anh ta lý nhí trong cổ họng. Chị Tư, tôi bị tra tấn dữ quá, tôi mới phải khai ra chị. Họ biết tất cả rồi, chị nhận đi cho khỏi khổ. Tư Liên đã hiểu tất cả lý do vì sao chị bị bắt chị dồn sức thét lên một câu. Sáu hình, tao khinh mày. Chị ngã lăn ra ngất lịm. Chừng một giờ sau, chị mới thoát khỏi cơn mê. Câu hỏi đầu tiên đến với chị là lúc nãy mình nói câu đó với sáu hình có đúng không? Như vậy là chị công nhận có quen biết sáu hình và gián tiếp thừa nhận những điều sáu hình khai là đúng. Chị có bị khiêu khích không không? Chúng nó biết chị là giáo viên trường tư thục Nguyễn Hoàng thì việc chị và thầy giáo sáu hình quen nhau đâu phải là chuyện lạ chỉ có điều chị không thừa nhận bất cứ điều gì sáu hình nói về chị sáu hình không giấu giếm kẻ thù điều gì anh ta đã khai về bản thân mình đầy đủ như hồ sơ lý lịch cán bộ nộp cho cơ quan tổ chức thành đoàn anh ta kể về chị khá tỉ mỉ từ chuyện quê ở gò công có ba tập kết ra bắc anh ta không biết tên ba có má đang làm cán bộ trong chiến khu có chồng là cán bộ lãnh đạo lực lượng biệt động thành đoàn tên là lê chân tức ba cánh để cho địch tin mình anh ta dẫn chứng là mình đã dự với tư liên bao nhiêu cuộc họp tư liên được kết nạp vào đảng ngày nào được chỉ định vào ban chấp hành theo quyết định số bao nhiêu do ai ký ký ngày nào để thuyết phục chị khai báo thành khẩn kẻ địch cho chị xem lời khai của sáu hình sáu hình nhận mình ở trong ban cán sự nhưng anh ta không nắm tổ chức không rõ các cơ sở ở từng trường như chị. Chị phủ nhận mọi điếu sáu hình buộc tội. Chị không khai cho ai cả. Tên Nguyễn Bé, phó ban thẩm vấn của Tổng Nha Cảnh sát làm bộ ái ngại cho chị. Chị có trình độ văn hóa cao, hình thức khá. Tại sao không kiếm được ông chồng cỡ bộ trưởng, thứ trưởng hoặc sĩ quan cấp tá? Mỗi tháng anh ba chân đưa chị bao nhiêu tiến? Anh có nuôi nổi chị không? Khi biết chị có thai, tên Nguyễn Bé lộ vẻ dầu di. Xin lỗi chị Tư, tụi em út của tôi không hay chị mang bầu. Kỳ quá, sao chị không nói chuyện đó với tôi? Nếu xảy ra chuyện gì, tôi ân hận lắm. Mặc cho tên bé lại nhải, chị không khai với địch lời nào. Các nhà trí thức Sài Gòn đang bị giam lỏng ở tổng nha cảnh sát như luật sư Nguyễn Long, bà Ngô Bá Thành, lên tiếng phản đối việc bắt chị thiếu căn cứ. Chính Sáu Hình sau khi lãnh án 20 năm khổ sai đã lên tiếng phản cung những điều đã nói về chị. Trong một lần gặp riêng chị, Sáu Hình đã thổ lộ. Chị chửi tôi là đáng lắm. Tôi hèn quá, không xứng đáng là đồng chí của chị. Tôi sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình bằng cách phản cung. Nhờ có quần chúng đấu tranh và không thu được chứng cớ gì kẻ địch chỉ có thể tuyên án tư liên một năm tù giam. Tư liên không liên lạc với gia đình, chị cũng không có ý định nhắn tin cho cô Năm. Hãy dáng chịu đựng, cắt được mọi đầu mối liên quan tới mình, bảo đảm an toàn cho má, anh ba cánh và các cơ sở. Có điều khó khăn là chị làm cách nào chuẩn bị cho ngày sinh các bạn tù là phụ nữ thông cảm với nỗi khổ tâm của chị. Bất kỳ ai có quà bánh hoặc đồ tiếp tế của gia đình đều có nhã ý để dành phần và tìm cách đưa tận tay bà bầu. Các chị phân công nhau người may áo, người lo tã lót người gửi mua găng tay biết tất cho cháu nhỏ các chị dứt khoát không đồng ý đặt tên cháu là liên mặc dù đã nghe tư liên kể về nguyện vọng của người cha các chị đề xuất hàng loạt tên và cuối cùng mọi người đều nhất trí nếu sinh con trai đặt tên là vũ sinh con gái gọi là tranh ở bên ngoài đang đẩy mạnh đấu tranh vũ trang chị em đang gửi gấm nỗi lòng mình vào việc đặt tên đứa nhỏ tư liên không thể phản đối vào một ngày đầu tháng 10 năm 1965, Tư Liên trở giả. Các chị phụ nữ làm gieo, buộc địch đưa người mẹ đến nhà thương. Không còn cách nào khác kẻ địch buộc phải đưa chị vào căn buồng có chắn song sắt ở nhà thương chợ quán. Không có bác sĩ, y tá nào khám cho chị. Chị đau quặn lên và đẻ rớt đứa con gái tại cầu vệ sinh. Một tù nhân người Huế cũng được địch đưa lên đây đỡ đẻ cho chị. Cháu Lê Thị Tranh nhỏ nhoi, chưa nặng đủ 2 kg. Đêm hôm đó, chị ôm con vào lòng. Chị đào mắt quan sát địa hình. Chị định bỏ con lại để vượt ngục, căn cứ vào lời buộc tội. Cô giáo Huỳnh Thị Hai, lời khai của chị với địch trong tù, chỉ còn vài tháng nữa sẽ mãn hạn tù nhưng ai tin được chúng nó. Có hoàn cảnh vượt ngục mà không thoát khỏi nanh vuốt kẻ thù thực là điều xuẩn ngốc. Tuy vậy chị vẫn dây dứt vì đứa con, chị có nên gửi gấm người tù đã đỡ đẻ cho mình không hãy khoan đã việc trước tiên là hãy điều tra đường đi lối lại trong nhà thương nếu có thể trốn thoát vào ban ngày theo thế hợp pháp hoặc bí mật lùi ra đi vào ban đêm chị sẽ đề cập tới vấn đề này với chị hai huế chị đi đi lại lại trong căn phòng hẹp chỉ kê được chiếc giường sắt dù sao đây cũng dễ thở hơn nằm trong xà lim ở trại giam Tuy ở cửa phòng chị luôn có tên cảnh sát ngồi gác nhưng chị thiếu gì cách để xin ra ngoài. Thưa anh hai, anh trông dùm con nhỏ cho phép em đi cầu ít phút. Thưa ngài cảnh sát, xin phép ngài cho tôi gọi cô hai Huế. Con nhỏ nhà tôi bị tức thở. Chị phải để con lại làm vật bảo đảm để chị trốn khỏi đấy chỉ cần xuống được cầu thang. Trà trộn trong dòng người ra vào nhà thương là chị thoát khỏi cảnh tù ngục về với má với chồng, với các đồng chí, chị có nên bỏ con lại không? Con nhỏ ốm nhom, gầy nhách. Nếu chị để con lại, ai sẽ săn sóc cho nó? Chị không có cách gì ôm con theo. Tên cảnh sát dứt khoát không cho chị ra khỏi phòng với đứa con bồng trên tay. Vượt ngục, hai tiếng đó cứ lờn vẩn trong đầu óc chị. Đang ở nhà thương, nếu không vượt ngục, chị không còn cơ hội nữa. Chị phải tính sao đầy có được thời cơ thoát khỏi cảnh tù ngục mà chị không tận dụng thì thật đáng trách liệu các đồng chí có phê phán chị không chị bị tòa án tuyên phạt một năm tù giam nhưng chị không tin vào bản án của tụi nó mỹ hòa đâu có tội bằng chị khi bị bắt mỹ hòa chỉ có trong tay mấy trăm tờ truyền đơn còn chị đang bị liệt vào những phần tử việt cộng nguy hiểm chắc kẻ thù không dễ dàng thả chị chị sẽ ở tù bao năm nữa ôi nếu chị hai huế có cách gì đó đưa bé tranh rời khỏi nhà thương giúp chị chị không có gan bỏ rơi đứa con gái mới được 8 ngày tuổi chị ôm con vào lòng áp miệng con vào vú mình con bé mút chùn chụt nhưng rồi nó nhà vú mẹ khóc trời ơi làm cách nào có sữa cho con bú đây chị cố nắn bóp đôi vú mình không giọt sữa mẹ nào chảy xuống miệng con con ơi má đâu muốn thế này chị ôm con hai hàng nước mắt rơi lã chã từ ngày bị bắt chị chưa khóc bao giờ trước kẻ thù chị không có quyền để lộ tâm trạng mềm yếu má và mỹ hòa đã giữ vững khí tiết khi ở tù chị phải làm được như thế chị nhớ đến lời giao ước với anh đêm tân hôn không rõ chồng chị lúc này đang ở đâu làm gì liệu anh có đồng ý đặt tên con gái là tranh không chị có biết bao người thân đang ở sài gòn má chị chồng chị em ruột chị gì ruột chị mà chị không thể báo cho bất cứ ai về đứa con của mình nếu bây giờ chị ở ngoài đời thì sao chắc chắn mọi người thân của chị sẽ nấu cháo chân giò sẽ ép chị ăn ba bữa năm bữa mỗi ngày để có sữa cho con bú còn ở đây với suất cơm gạo hầm của tủ làm sao bù đắp nổi lượng máu chị mất đi khi sinh nở từ bảy tháng qua trong lúc bụng mang dạ chửa chị đã nếm đủ ngón đòn thù khiến sức lực chị giảm sút rõ rệt. Chị mất máu nhiều, gầy yếu, trọng lượng cơ thể chỉ còn vẹn vẹn 32kg. Chị làm sao nuôi nổi đứa con chỉ nặng 1kg của chị? Tại sao chị lại chừa? Để trong lúc này, chị đâu ngờ mình lại có mang quá sớm như vậy. Chị mang ghen của má xanh năm một. Nếu chị có tới 7 đứa con như má thì sao? Chả lẽ chị sẽ gửi mỗi địa phương Mỗi gia đình một đứa hồi ba rời gò công đi tập kết, chị đã 13 tuổi. Còn bây giờ con đầu lòng của chị mới hơn một tuổi, còn bé tranh mới sanh được 8 ngày. Bé phải ăn sữa bò ngay từ ngày đầu lọt lòng mẹ. Các chị cùng ở tù đã lo cho chị hết sức chú đáo. Chị ứa nước mắt đưa hai tay đỡ lon sữa bò của bạn trao cho. Ở trong tù, có ai không cực khổ, có tù nhân nào không cần tầm bổ, những chị được nhận quà tiếp tế của gia đình đã lo đủ thứ cho đứa bé chào đời đây là quần áo của bé tranh mấy má mấy chị đâu có tiền mua vải mới cô tư cho bé cái áo hoa của mình không có kéo cắt mấy chị phải dùng con dao cùn dọc ra từng mảnh nhỏ rồi khâu lại thành áo thành quần cho bé bé tranh cũng có hơn 10 cái tã bất cứ ai có mảnh vải gì vuông chéo đều tặng tư liên làm đồ lót cho con đây là cái khăn rằn cũ của má tám. Má dọc khăn thành ba mảnh tã cho cháu ngoại. Dì chín có sáng kiến cắt hai bên ống quần dài của mình cho cháu với lý do. Ở trong tù, em mặc quần xà lòn càng mát. Chị thay tã cho con gái. Chào ôi, con chị vừa ra chào đời đã được bọc bằng những mảnh vải thô, cũ, xấu với nhiều hình thù khác nhau nhưng là cả một tình thương bao la của những đồng chí cùng chiến tuyến bé tranh không còn là của riêng chị mà là của tất cả các má, các dì, các chị, các em cùng chung xà lim với chị. Nếu chị bỏ bé tranh lại, chị thoát một mình, những bạn tù có đồng tình với chị không? Chị sẽ giải thích ra sao để má chị, chồng chị hiểu về trường hợp không đem con bỏ chợ mà là quẳng con lại nhà thương của chị. Không, con ơi, dứt khoát má không bỏ con. Dù cực khổ tới mấy, má cũng dáng nuôi con má ái ngại cho con quá. Con nhận đòn thù khi con đang nằm trong bụng má. Chả rõ lúc tụi nó bắt má uống đầy bụng nước bẩn. Nước xà phòng rồi dẫm mạnh lên bụng má làm cho ba tiền nước phọt ra từ miệng và hai lỗ mũi của má. Con có bị ngợp thở không? Có bị đau tới thể xác không? Còn má, má rất thương con. Má không nghĩ tới tính mạng của má mà chỉ lo tới con, tới cái bào thai trong bụng má. Thông thường, Bất cứ người đàn bà có thai nào đều lo tầm bổ cho mình và cho thai nhi nhưng má không có điều kiện tối thiểu đó. Mỗi bữa, má cố quét hết suất cơm tủ gạo hầm nên sức má suy kiệt dần. Ngày bị bắt, má còn có máu mặt, nặng 42 kg còn bây giờ má chỉ là bộ da bọc xương biết di động, cân được đứng 32 kg một lạng. Nếu má bổng con trên tay, hai má con ta, hai con người sẽ thu được kết quả đúng 34kg cân nặng. Má lo cho tương lai của con má. Con bị suy dinh dưỡng ngay từ những ngày đang nằm trong bụng mẹ. Sau khi chào đời và con phải chịu đựng bao lâu nữa, lớn lên, con sẽ là đứa trẻ bệnh hoạn, gầy còm, ốm yếu. Con chớ trách má nghe con. Lẽ ra má không nên mang thai con nữa nhưng má biết làm sao để tránh không có thai. Má đã chịu vô vàn cực khổ khi sanh anh trai con, má đâu có ngờ má lại sanh con trong điều kiện tồi tệ hơn má đủ sữa cho anh con bú còn con con không được nếm giọt sữa mẹ nào sức má quá kiệt rồi má đang nằm nhà thương nhưng thuốc men không có cần bát cháo thay suất cơm gạo hầm cũng không được trên đời này không có người đàn bà nào khi sinh nở lại ao ước có một người thân ở gần như má má cần một câu động viên an ủi nhưng các bác sĩ y tá chỉ im lặng làm phận sự của mình dưới họng súng kiểm soát của cảnh sát má sẽ vượt qua được tất cả khi làm đám cưới với ba con má đã lường trước mọi chuyện xảy ra đây là lẽ sống của má má tự nguyện đi theo con đường mà ông ngoại bà ngoại con và ba má đã chọn má không oán trách gì má chỉ cần con ngoan con cùng chịu đựng cơ cực với má tư liền không nghĩ tới vượt ngục nữa chị quyết định ôm con đi ngủ sớm bé tranh đã sang ngày làm người thứ chín rồi nên ngày tụi nó quẳng chỉ và con chị quay trở lại xà lim không còn xa nữa chị phải tranh thủ hưởng thụ dù sao ở nhà thương cuộc sống của má con chị cũng đế vương hơn ở xà lim ở xà lim luôn ồn ào ngột ngạt không khí luôn hầm hập hơi nóng của thời tiết mùi mồ hôi người lâu không được tắm kèm theo mùi phân nước dài và đàn ruồi, nhặng, dẹp quấy dày. Tư Liên đang vào giấc ngủ ngon bỗng nghe văng vẳng tiếng gọi thân thương. Mỹ Lê, Mỹ Lê con, dậy đi. Tư Liên mở mắt. Giây phút đầu chị không nhận ra ngay người mặc đồng phục y tá đứng trước mình là ai nhưng rồi chị choảng dậy. gì bảy sao gì lại vào được đây? Dì ơi! Chị ôm lấy dì ruột khóc tức tưởi chị muốn thổ lộ mọi nỗi khổ cực mà chị đang phải gồng thân hình mảnh mai của mình. Gánh chịu với bà dì ruột của mình xong chị tự kìm nén được. Đừng làm cho những người thân ở ngoài đời lo lắng về mình. Chị chỉ vào bé tranh khoe. Cháu của ngoại đây, nó giống má hay giống ba nhiều hơn, thưa dì. Dì bảy ái ngại nhìn tư liên, dù nó cố làm vẻ tươi cười, nó nói luôn miệng nhưng nó giấu làm sao nước da xanh bùng và khuôn mặt chỉ còn xương dính da của nó dì đã làm mẹ từ gần hai chục năm qua nên thoáng đưa mắt dì đã nhận ra con bé còi xương suy dinh dưỡng đang thiêm thiếp ngủ xong dì cố giữ nét mặt tươi cười cúi xuống thơm vào đôi má nhăn nhó của cháu nhận xét con nhỏ giống ba nó nhiều hơn con gái giống cha giàu ba họ nay mai mày sẽ được nhờ con mày cần gì không biết trả lời với gì bảy như thế nào đẩy chỉ cần nhiều thứ lắm ở trong tù người tù thiếu từ cái kim sợi chỉ đến viên thuốn cái kẹo và lớn hơn nữa là bộ quần áo hộp sữa củ sâm nhưng nói với gì để làm gì tốt nhất là nên hỏi thăm về các người thân về lý do lọt được vào nhà thương lúc nửa đêm dì bảy cho biết dì quen con bồ của tên cảnh sát đang ngồi gác ngoài cửa phòng cháu con nhỏ nói với người yêu thu xếp cho dì dì cũng dùng tiền lo lót mượn được đồng phục của cô y tá trực để cô ta lâm ngơ cho dì vào thăm cháu má cháu khỏe hồi này bà lo đưa mìn định hướng cho chồng cháu tư linh và mười tuần ngoan khỏe và học giỏi tụi nó đòi theo dì dì lo cho cháu quá tư liên cố nở nụ cười cháu đã sanh con má con cháu đã mẹ tròn con vuông mấy má mấy chị ở trong xà lim bắt con đặt tên cháu là tranh bé tranh không quấy má ngủ suốt ngày mày tính đem con nhỏ vô tù tiếp hay gửi ra ngoài dì bảy dượng bảy hứa sẽ nuôi con nhỏ cho mày thưa dì bảy nếu con ưng ý dì đem bé trang khỏi nhà thương bằng cách nào ôi chuyện đó tao lo được tao làm tờ đơn gửi cho tụi nó đón bé tranh về nếu không được thì tối mai tao mang cái giỏ bự, tao để con nhỏ nằm trong đó rồi bí mật đưa khỏi đây. Rồi cháu nó khóc thì sao? Gì sẽ bị lộ, bị bắt. Tao có gan làm, tao có gan chịu. Tao xem tuồng tao nhớ kết tích bà Thứ Phi sanh hoàng tử. Bà tránh hậu lén bắt hoàng tử. Thay vào đó con mèo chết để lừa vua. Cô thị tỷ đã đặt hoàng tử nằm trong làn, lẻn đưa ra khỏi cung. Tao là gì ruột mày, tao đâu chịu thua kém người xưa dì để con tính dì bàn với má con xem má quyết định như thế nào có tiếng gõ cửa dì bẩy rúi vào tay cháu gái nấm tiếng mày cầm lấy hết giờ vào thăm rồi dì phải về đây con đâu cần tiền thưa dì tụi nó khám thấy sẽ tịch thu hết ơ hay cái con này mày cứ coi đây như tài liệu mật mày sẽ có cách cất giấu mày đừng ra mặt mà nên nhờ mấy má gửi để tụi giám thị mua hàng giúp cho hai má con dạ con cám ơn gì tao về tối mai tao lại tới tiễn dì bảy tư liên cảm thấy khỏe khoắn như được uống liều thuốc bổ dì bảy thật tài tình dì vào cửa nào cũng lọt chị đắn đo về số phận bé tranh chị không thể chấp nhận phương án một do gì đưa ra tụi nó sẽ không đón nhận lá đơn cầu xin của dì mà sẽ gọi bà và má bé tranh tới đồn cảnh sát để hạch hoẹ, rồi buộc phải ký hàng loạt đơn bảo lãnh cùng ghi cảm tưởng tri ân tụi nó. Phương án hai chắc dễ thực hiện hơn vì bé tranh không hay khóc, và dì bảy đã mua được tên cảnh sát và cô y tá trực. Việc còn lại là lời lý giải của chị về chuyện mất con như thế nào để tụi nó chấp nhận được và các má. Các chị ở cùng xà liêm đồng tình. Thôi, mọi việc sẽ do má quyết định. Má sẽ cân nhắc sẽ bày cho chị hành động như thế nào là tốt nhất. Trước mắt, chị phải nghĩ cách giấu tiền gì bảy mới đưa cho. Chị có cách rồi. Chị để tiền giữa hai lớp bông gạc dùng làm đồ lót cho bé tranh. Chiều hôm sau, trong lúc chị nóng lòng chờ đợi cuộc gặp mặt với dì bảy để quyết định về tương lai của con gái chị thì chiếc xe bịt bùng xịch đỗ. Tên cảnh sát hất hàm ra lệnh. Đi bà nội bà được xuất viện. Chị ngao ngán quá nhưng không còn cách nào khác được. Chị ôm bé tranh vào lòng, tay sách giỏ đựng tã lót, bên trên có miếng gạc đựng tiền, bên ngoài dính đầy phân. Tên cảnh sát một tay bịt mũi, bảo chị, vứt kia của nợ này vào sọt rác đi mày. Dơ quá! Thầy thông cảm, cháu nó mới bậy ra, tôi chưa kịp giặt. Thầy yên trí. Tư liền lấy tá sạch bọc của dơ giấy vào rồi để xuống đáy giỏ 15 phút sau. Cô ôm con vào trại giam, các bạn tủ đón mẹ con cô bằng nét mặt tươi giói, niềm nở, hồ hởi. Có lẽ những người thân ruột thịt đón con, đón cháu từ nhà hộ sinh về cũng không thể nồng nhiệt, thân tình hơn được má tư, già nhất hội, thay mặt chị em bồng cháu ngoại. Bé tranh được đặt lên võng. Võng là chiếc chăn mỏng được luồn dây vào hai đầu, có hai cái móc móc vào thành tường. Ngoại tư giải thích, bé tranh là con chung, cháu chung của chúng ta, chỗ nào mát nhất, thoáng nhất trong trại giam, ta đem võng cháu tới. Ai được gia đình thăm nuôi có thức ăn ngon nhất đều dành phần cho má con cháu tranh, tư liên về chỗ nằm của mình. Ôi, có bao nhiêu quả cho má con chị? Đây cái mũ, đôi tất, chiếc khăn mùi xoa, cái xì líp cho con gái chị. Đây là hộp sữa, cân đường, củ sâm, cái núm vú cao su, mỗi chị mỗi má đều tự may vá hoặc chi những đồng tiền dành dụm ít ỏi của mình gửi mua món quà có ý nghĩa và rất cần thiết cho người mới ở cữ đúng là một miếng khi đói bằng cả gói khi no tình thương bao lạ này má con tư liên sẽ suốt đời không thể quên nổi má tư ngọt ngào hỏi con gái mày không có sữa phải không tư dạ con nhỏ này là con dạ Năm ngoái con xanh con so con dư sữa cho cháu bú. Tụi nó tra tấn mày, dã man như vậy mà mày xanh con an toàn là tụi tao mừng rồi. Tao có bảy mặt con rồi, tao sẽ trông coi bé tranh giúp mày. Con cảm ơn các má, các chị, các gì. Từ hôm đó, bé tranh là hòn ngọc, là nguồn vui, là nỗi quan tâm đặc biệt của mọi tù nhân nữ món tiền của dì bảy trao đã thành cái quý bí mật riêng của bé tranh bé vẫn không được bú sữa mẹ ngoài sữa bò má tư cho cháu uống cháo đặc và đôi khi còn nhá cơm nát mớm cho cháu khi bé tranh gần một tháng tuổi tư liên nhận được tin đau xé lòng ba của cháu anh lê chán tức ba cánh đã bị địch bắt dì bảy dẫn theo tư linh đến hai trăm ba mươi bạch đằng dì gõ cửa gọi to, mời tuân mở cửa cho anh Tư. Có tiếng dép lẹp xẹp phía trong nhà, tiếng mở chết cửa. Dì bảy sững sờ. Ủa, chị Sáu bị bệnh hồi nào mà em không hay? Chị gầy quá, da xanh nhợt. Chị mất ngủ à? Má Sáu hoàn không kìm nén được mình nữa. Má ôm chị bảy, gục đầu vào vai em ruột than khóc. Tôi khổ quá dì bảy, thằng ba cánh bị địch bắt rồi. Chị hay tin cháu bị bắt hồi nào, tin chính xác không chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự thành đoàn thông báo cho tôi các anh ấy chưa rõ ba cánh bị bắt trong hoàn cảnh nào cùng bị bắt với ba cánh có lương thanh tư anh và nguyễn thị phương út phương hai đứa này cùng trong lực lượng biệt động với ba cánh dì bảy tôi buồn quá tư linh đứng im mồi mím chặt hai bàn tay nắm lại mắt chân chân nhìn má cậu lắng nghe tâm sự của má dì bảy dì khuyên tôi nên như thế nào tôi dìu dắt những đứa con theo con đường anh đi nhưng tụi nó bị bắt cả rồi nay mai gặp lại anh tôi ăn nói với anh thế nào ba đứa con lớn của tôi đều lâm vào cảnh tù tội tôi phải làm gì đây phải trả thù tụi nó má à tư linh nói giọng chắc nịch má sáu hoàn ngước mắt nhìn con trai khuôn mặt nó đanh lại mắt nó quắc lên nó vốn là đứa trẻ hiền lành chưa bao giờ nói leo khi người lớn trò chuyện nhưng hôm nay trông nó khác hẳn nó giống hệt ba nó nó vạch kế hoạch má kết nạp con vô biệt động má gọi thằng ba vĩ lên sài gòn thằng đó đã vào du kích rồi nó biết bắn súng ném lựu đạn con và nó sẽ gộp sức trả thù cho chị hai chị ba và anh ba cánh dì bảy tinh tế hơn dì hiểu tâm trạng chị ruột mình hơn tư linh chị sáu là chỉ huy phó ban quân sự thành đoàn không thể cùng một tâm trạng với chị sáu là bà mẹ của tám đứa con kể cả ba cánh và là vợ của một người chồng đang ở cách chị ngót ngét hai nghìn km chị có trách nhiệm với anh với gia đình họ dương về những quyết định của mình chị không thể buông xuôi tất cả rú bỏ tất cả để đưa những đứa con còn lại về một miền quê hẻo lánh nào đó lo trí thú làm ăn tại sao sư cô nguyễn thị nhàn đã đi tu đã xa lánh bụi trần mà sư cô lại nhận giữ kho vũ khí. Biết tâm trạng chị ruột mình đang xáo trộn, dì bảy lựa lời động viên. Chị Sáu, em rất tin anh bảy. Anh ở gần Bắc Hồ, anh đang dốc sức xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Bà con miền Bắc gửi con em vào miến Nam chiến đấu nào có ai ngại hy sinh đâu. Tư Linh nói đúng. Chị, em, Tư Linh, bà Vĩ, Mười Tuân và nếu cần sẽ đưa cả bầy thiện út hiếu vào chiến đấu, anh bảy đấu muốn chị phải hành động như vậy. Nếu chị lùi bước, chị không xứng đáng là vợ anh, là chị ruột của em. Má sáu hoàn như bừng tỉnh cơn mê, má vuốt tóc ngồi ngay ngắn lại, hỏi em ruột, tại sao trước đây gì nghĩ khác, gì đồng ý để thằng Tư Linh đứng ngoài cuộc, chị tự mâu thuẫn với mình rồi chị tưởng là cái giấy khai xanh thằng Tư Linh khai là mồ côi cả cha lẫn má và giấy cam đoan mà vợ chồng em nhận cháu làm con nuôi đủ đảm bảo cho cháu đứng ngoài cuộc chiến sao? Ngày mai nếu phải khai lý lịch thằng Tư Linh sẽ khai là đã tham gia cách mạng từ năm 1962 khi chị đưa nó vô cứ lần đầu hoặc năm 1963 khi nó vô cứ dự đám cưới ba chân mỹ lê. Tư Linh ngồi xuống cạnh má cậu đặt tay má giữa hai bàn tay mình, thủ thỉ. Con và dì bảy tính đi thăm chị hai và con nhỏ tranh. Má sáu hoàn hỏi luôn, giọng hối hả? Vậy à, Mỹ Lê sanh con gái à? Dì bảy với thằng tư tính đi thăm Mỹ Lê bằng cách nào? Dì bảy kể lại chuyện đột kích của mình. Dì hỏi chị ruột. Đêm nay, em đưa tư linh vào thăm má con con hai. Chị tính về bé tranh như thế nào? có nên cho mỹ lê hay tin về ba cánh không má sáu hoàn khó xử quá việc gia đình má cứ dối như canh hẹ má phải gỡ ra như thế nào má đâu chỉ đơn thuần có trách nhiệm người mẹ với con gái bà với cháu ngoại mà còn có mối quan hệ giữa hai đảng viên hai cán bộ lãnh đạo của thành đoàn với nhau ý kiến của má không thể nặng về tình hoặc thiện về lý má như người cầm cân cân sao cho bên lý bên tỉnh không ai chê trách được má thở dài. Tôi là má Mỹ Lê. Hai lần con gái sinh nở, tôi không ở bên nó, không giúp nó được gì. Tôi là bà ngoại mà chưa biết mặt hai đứa cháu ngoại của mình. Vì chiến tranh mà, chị sáu anh chị xa nhau mười mấy năm trời vì sao? Chị, rồi cả ba cháu vào tụ là tại ai? Sẽ có ngày gia đình ta đoàn tụ, chị tha hồ bồng cháu ngoại, cháu nội, bao giờ gia đình ta mới đoàn tụ? Má Sáu Hoàn nhắc lại ý của em gái. Chắc lâu lắm, từ 11 năm qua, đã lần nào tám má con má được sum họp, quây quần bên nhau đâu. Má nhớ chồng, nhớ từng đứa con ra giết. Nếu chỉ đơn thuần là mẹ, má sẽ ngay tức khắc đưa bà Vĩ, Bảy Thiện, Út Hiếu về Sài Gòn để cùng với má, với Mười Tuân, Tư Linh sum họp một nhà má dư sức buôn bán làm mứt kẹo hoặc mở tiệm may để kiếm tiến nuôi con ăn học nên người vậy mà má phải dằn lòng xa con trai con gái đêm đêm mỗi lần thức giấc má khó lòng du nổi giấc ngủ vì bên cạnh mình không có người thân nào má đã vượt qua nỗi chống trải trong tâm hồn chống tránh trong nếp nghĩ vì má hướng tới tương lai ai sẽ lo cho tương lai lo đuổi mỹ diệt ngụy nếu không phải là người Việt Nam, là má và những người thân của má, muốn ăn quả, phải trồng cây muốn độc lập, tự do cho đất nước, má không có quyền lùi bước. Dì Bảy nói đúng. Dì nuôi tư linh, dì cùng tư linh đi thăm nuôi Mỹ Hòa, Mỹ Lê và sắp tới là ba cánh vì trách nhiệm của dì ruột hay vì dì là cơ sở của cách mạng. Việc gì và tư linh làm đâu phải không mạo hiểm. Nếu kẻ địch cho lũ an ninh mật vụ bám theo từng lần thăm nuôi của dì, chúng sẽ có trong tay danh sách Mỹ Hòa, Mỹ Lê, Ba Cánh. Tuy chồng dì Bảy làm ở ngân hàng của Pháp nhưng cái mắc công chức của dượng Bảy đâu thể che chở nồi cho vợ, khi mối quan hệ với những việc cộng cớ bự của dì bị phanh phùi. Đã từ lâu, dì Bảy và Tư Linh không còn là người ngoài cuộc nữa, năm 13 tuổi, Tư Linh vào cư lần thứ hai. Dì Út Khuê đưa cậu vào Út Hiếu và Muộn, nên cậu không được thưởng thức món cháo vịt duy nhất trong tiệc cưới của chị ruột. Nhưng cậu hồ hởi vì được trò chuyện thân tình với anh rể. Cậu mến phục anh ba chân vô cùng. Biết anh rể giữ chức chính trị viên ban quân sự thành đoàn. Cậu đã xin anh tuyển lựa cậu làm chiến sĩ biệt động nhưng anh đánh chống làng. Em còn nhỏ tuổi quá. Chờ vài năm nữa, em lớn hơn, ta sẽ tính. Lần này, Tư Linh chính thức yêu cầu má kết nạp nó vào tổ chức. Má tính sao? Là mẹ, là bà ngoại. Má sẽ bỏ tất cả mọi việc riêng để vào nhà thương thăm con gái và cháu ngoại nhưng là cán bộ. Má không cho phép mình mạo hiểm. Má mơ ước đón cháu ngoại về với mình nhưng má đành dằn lòng lại dặn em ruột. Mỹ Lê đã cực khổ quá rồi. Mình đừng nên tước mất nguồn vui của nó. Không thấy bé tranh ở với má, tụi nó sẽ tra tấn Mỹ Lê dì đừng nói gì với cháu về chuyện chồng nó có nên để tư linh cùng đi với dì không thằng tư ham cháu quá nên cứ nài nỉ em hoài ánh thằng nhỏ kỳ cục lắm ai không hiểu nó trách nó thờ ơ với mọi chuyện đâu phải vậy thằng nhỏ ít nói xong nghỉ nhiều rất có tình cảm nó yêu thương các chị và mấy đứa em vô cùng chị có nhớ lần nó đi lấy cà độc dược làm thuốc chống hen cho mười tuân và út hiếu không Tư Linh cười ngượng nghịu, từ thuở trà sinh, mẹ đẻ cậu chưa dành về cả độc dược và cũng chả biết thế nào là sao vàng hạ thổ nhưng vì quá thương em, cậu lo kiếm thuốc cho em, thấy cậu hắt hơi liên tục vì người phải hơi độc của cả, người lớn kịp giúp cậu, vì em ruột, cậu đã thức thâu đêm không ngủ. Cậu ngồi, lấy thân mình làm đệm cho út hiếu tựa và luôn tay đưa võng cho mười tuân, cậu rất yêu hai chị ruột. Khi nghe tin chị Mỹ Hòa bị bắt, cậu ngứa ngáy, đứng ngồi không yên. Mỗi lần đi thăm chị về, cậu lại ngồi bần thần suy nghĩ cách trả thù cho chị. Lần này, nghe má bảy kể về Mỹ Lê và cháu Tranh, Tư Linh nôn nóng đòi đi thăm chị, thăm cháu. Cậu út quá dối, cậu mới 15 tuổi mà nặng 46 ký, còn chị Mỹ Lê hơn cậu 9 tuổi lại kém cậu đúng 16 cân 9 lạng. Chưa bao giờ chị cậu gầy như vậy tụi nó đã đánh đập, tra tấn chị Mỹ Lê tàn ác như thế nào. Để đến nỗi chị chỉ còn là con người nắm xương bọc ra tiểu tụy như vậy. Cậu chưa từng trải lắm, nhưng hình như cậu chưa nghe nói có trẻ sơ sinh nào còn kém 100 gram mới tròn 2 ký như cháu tranh của cậu. Đã thế, cháu tranh lại không có sữa mẹ để bú. Tại sao vậy? Tại thằng Mỹ, thằng ngụy không còn tình người. Đã thẳng tay hành hạ chị Mỹ Lê, Cậu phải tận mắt nhìn thấy chị cậu, cháu cậu để có lý do đòi má cho mình nhập cuộc. Má không đồng ý cho cậu đi. Má thận trọng như vậy là đúng vì cậu đã lớn như một thanh niên, cậu khó kiếm ra cái cớ lọt vào nhà thương vào lúc nửa đêm. Cậu đồng ý với má vì cậu biết vàng lời má và nay vì anh ba cánh bị bắt, cậu lại có thêm lý do yêu cầu má cho cậu vào cuộc. Má sáu hoàn như chợt tỉnh sau cơn mê đúng là trước mắt má có nhiều cách lựa chọn hoặc là má thủ tiêu chiến đấu má cùng những người thân rút khỏi chính trường trở thành chị tiểu thương an phận thủ thường hoặc là má dùng tiền đút lót tổ chức cho con vượt ngục thuê luật sư bảo chữa cố đưa con thoát khỏi trốn lao tù và cuối cùng má tìm mọi cách trả thù cho con chừng chỉ những kẻ gieo rắc chết chóc xuống mọi miền của đất nước việt nam má chọn cách thứ ba muốn thế rước hết má phải đưa những đứa con má vào biệt động má dặn gì bảy không bằng lời lẽ trong gia đình giữa hai chị em ruột mà dùng cách nói của người chỉ huy với cơ sở của mình thằng ba vĩ là người trong tổ chức rồi đã có lệnh điều động nó lên sài gòn dì về gõ công thông báo trước cho cháu việc tư linh tôi sẽ lo trường của nó đã đề nghị kết nạp nó vào tổ chức nhưng chưa được duyệt tôi sẽ nói lại với mấy anh đêm nay dì cố an ủi Mỹ Lê, tiếp thêm nghị lực cho cháu. Dì bảy mừng vì chị mình đã trở lại trạng thái cân bằng. Dì đáp, em sẽ làm đúng chỉ dẫn của chị. Dì bảy nè, dạ, ngày đưa cháu tư linh lên gửi dì dượng, tôi muốn tách cháu khỏi cuộc chiến để cháu lo học giỏi, kiếm tấm bằng kỹ sư, bác sĩ để làm dạng dỡ cho họ dương và điều cơ bản là cháu không bị tù tội, không hy sinh cháu sẽ lấy vợ sinh con để nối dõi dòng họ Dương. Đến nay thì những tính toán của tôi đổ vỡ rồi. Tôi không nỡ lòng nào ngăn cản tư linh góp phần trả thù cho các chị nó. Dì Bảy Nguyên là cán bộ huyện thời 9 năm. Sau ngày lấy chồng là công chức ở nhà băng, có cuộc sống khá giả Dì dự kiến sẽ an phận thủ thường không tham gia công tác cách mạng, chỉ chuyên lo nội trợ, phục vụ chồng con nhưng dì đã không làm như thế. Dì không thể thở ở trước việc làm của chị ruột và các cháu ruột. Dì lo thăm nuôi Mỹ Lê, Mỹ Hòa và giờ đây đến vượt ba cánh. Dì không thể đứng ngoài được. Cứ nhớ đến hình ảnh Mỹ Lê còn nhom, da xanh mét, cân nặng vẹn vẹn có 29 kg và bé tranh ốm yếu, da nhăn nheo, đỏ hòn như con mèo con không có lông. Dì không cầm được nước mắt, dì thế không đội trời chung với kẻ thù Chính gì là người quyết định giải phóng cho tư linh, khuyên chị ruột để tư lệnh gia nhập hàng ngũ chiến sĩ biệt động. Về phần mình, dì tiếc là chưa có điều kiện thoát ly, trực tiếp cầm súng nhầm thẳng đầu giặc mà bắn. Dù sao, dì cũng có thế hợp pháp, đi lại dễ dàng. Nếu không có gì, ai sẽ thăm Mỹ Hòa, ai có điều kiện lọt vào nhà thương để liên lạc với Mỹ Lê, dì bàn với chị ruột. Chỉ có bốn con trai, đứa nào cũng mang dòng máu anh bảy cháu tư linh đã trưởng thành cháu là con nhà tông không giống lộng cũng giống cánh chị phải kết nạp cháu vào biệt động tôi đồng ý với gì tôi tính thế thằng dương quảng thiện vào chỗ tư linh sao em chưa hiểu ý chị bảy thiện đã 10 tuổi rồi thằng đó thông minh học giỏi tôi sẽ đón lên sài gòn gửi dưỡng. dị bảy bản chị không nên đưa cháu tư linh vào cứ Tư Linh cứ sống với vợ chồng em, cứ đi học. Như vậy cháu nó sẽ có vỏ bọc hợp pháp để hoạt động. Em sẽ gửi bảy thiện vào nhà chú thím mười thơ. Chú mười là em họ anh bảy, cùng làm việc ở nhà băng. Gia đình khá giả nhưng không có con. Vợ chồng mười thơ có thân chính quyền mới không? Các viên chức thời nay thường giữ thái độ mũ ni che tai, không ủng hộ chính phủ và cũng chả chống đối Việt Cộng. Chị Sáu Hoàn tỏ thái độ Tôi không quen Mười thơ. Bảy Thiện là con tôi và cũng là cháu ruột của dì. Dì tính sao tôi cũng chịu. Vâng, em xin lo việc này. Dì cứ nói Bảy Thiện là con đẻ của cậu Mở Tư, dì hiểu ý vì sao phải làm như vậy chứ. Em hiểu, em xin làm theo ý chị. Có tiếng gõ cửa. Như thường lệ, mỗi khi tránh văn phòng Dương Văn đấu vào phòng làm việc cô văn thư thường bám theo, đưa chỉnh công văn, giấy tờ mới nhận được và các báo ra hàng ngày. Hôm nay, cô đã phá lệ đó. Từ mấy năm gần đây, những cán bộ, nhân viên trong văn phòng bộ điện, Hàn đã dì tai nhau về niềm say mê công tác kỳ lạ của tránh văn phòng. Không ai có thể bứt ông ra khỏi công việc. Ông không tha thứ cho bất cứ cán bộ nào sao nhãng việc công. Gần đây, trong trận chiến đấu với máy bay Mỹ một chiến sĩ tự vệ rời bỏ vị trí chiến đấu trốn trong hầm trú ẩn đã khiến ông bực tức tới phẫn nộ ông vốn đầm tính chưa hề cáu gắt với ai nhưng lần đó ông như con người khác hẳn ông giận dữ đề nghị khai trừ con người nhát gan đó ra khỏi đảng hạ hai bậc lương ai cũng thông cảm với ông ông là một trong những cán bộ lãnh đạo của bộ thường có mặt khi trận địa nổ súng bắn máy bay mỹ tấm ảnh vợ và năm con trên bàn làm việc như lời nhắc nhủ ông, hồi thúc ông chia lửa với miền Nam, ông thề là sẽ không hổ thẹn với vợ con, với đồng bào miền Nam ruột thịt khi ông từ miền Bắc trở về. tuy vậy, ông có thói quen mà người thông cảm với hoàn cảnh cô đơn của ông cho là rất đáng yêu và kẻ ác ý lại trách cứ ông, cho là ông cũng nghĩ đến gia đình trên hết, cũng cá nhân chủ nghĩa như người khác. Cô Văn Thư là người chứng kiến những lần ông lạc vào mê hồn trận, nhận được thư nhà. Lúc đó, dù đang có cuộc họp với bộ trưởng, dù máy bay địch đang bắn phá, dù có người đang cần ông ký giấy, ông đều ngỏ lời xin lỗi và thả mình đắm chìm trong những trang thư nhà 15 phút, 20 phút và có khi tới 4-50 phút. Những cán bộ dưới quyền thân cận, gần gũi ông luôn trân trọng giây phút đắm trong hạnh phúc riêng của ông. Hơn 11 năm qua, đã quá 4.000 ngày Bắc, đêm nam với ông, sao lại có kẻ không thông cảm với nỗi lẻ loi, cô đơn của ông, ông cũng là con người chứ đâu phải là thần, thánh, tiên, Phật. Ông thừa điều kiện để xây dựng tổ ấm mới nếu ông muốn, chỉ nửa giờ sau ông đã có đủ giấy chứng nhận về vợ ông với những lý do xác đáng như mất liên lạc, theo địch, đã lấy chồng khác, chết do hai cán bộ cùng quê của ông xác nhận sự thực. Và chỉ sau một tuần lễ sẽ có biết bao ông bà mối, hoặc chính các cô gái ở đủ mọi lứa tuổi tìm đến với ông. Ông hội tụ đủ mọi điều kiện của người chồng mẫu mực, vượt xa tiêu chuẩn mơ ước những cô gái đã tốt nghiệp đái học thời đó. Ông khỏe mạnh, đẹp trai, có địa vị cao, công thức 3B để kén chồng. Ông chỉ được hai nhưng là hai át chủ bài. Hai điều kiện sáng giá nhất. B thứ nhất là có bìa, bìa C. Bìa C được mua hàng cung cấp tại các cửa hàng nhà thờ, đặng dung, vân hồ, dành cho cỡ chuyên viên 23456 hoặc là các sĩ quan cấp thiếu tá, trung tá, thượng tá, đại tá, nhưng ông lại có bìa B. Chỉ có các cán bộ thứ trưởng hoặc thiếu tướng trở lên mới đủ tiêu chuẩn nhận bìa B, được mua các loại thực phẩm, bánh kẹo, thuốc lá, đường sữa, tại cửa hàng tông đản. B thứ hai là có buồng. Nếu ai đó trở thành vợ ông, cô ta sẽ không chỉ có một buồng hạnh phúc rộng 78 mét vuông mà sẽ có căn hộ riêng với ba, bốn, năm buồng mà ông sẽ được cấp. B thứ ba là có bà để bế cháu. Để giúp việc vặt trong nhà, ông không có mẹ đẻ để làm bà nhưng ông có công vụ riêng, không phải không có nhiều người tân bốc thế mạnh nam nhi của ông, kể tên những cô gái đẹp người, đẹp nết, trình độ văn hóa cao, giữ cương vị khá, đang khao khát ông, thèm muốn ông xong ông đã bỏ ngoài tai tất cả. Với một người chung thủy với vợ, gương mẫu với các con như thế tại sao không tạo cho giây phút thiêng liêng của đời ông thêm có ý nghĩa, khác với mọi lần? cô văn thư không để trình công văn đến hay đi lên tránh văn phòng mà lộ vẻ tinh nghịch của đứa con thích làm nũng cha mẹ. Bố đấu, bố có tin vui đặc biệt. Ông sốt sắng. Tin gì vậy? Thấy bàn tay cô gái chìa về phía mình, ông bày đấu cười. Chưa chỉ đã đòi quà. Tao còn phải xét loại tin tức mày thông báo đáng thưởng một cái kẹo hải trầu hoặc nửa bao thuốc chứ ông bảy đấu có thói quen mua tiêu chuẩn cung cấp gồm hai cân bánh bích quy, hai cân kẹo, hai tút thuốc lá tam đảo điện biên hoặc điện biên bao bạc để dành đãi khách hoặc cho nhân viên giữ quyền nhận ra chữ vợ ông vồ ngay lấy ông mở tủ cho cô ba bao thuốc điện biên bao bạc nửa cân kẹo giọng hề hà cảm ơn con bao thuốc này bác tặng chồng con số còn lại bác khao tất cả con xin bố. Bóng cô Văn Thư vừa khuất, ông bảy đấu đã khóa trái cửa, ngồi ngả lưng vào chiếc ghế tượng. Ông ngắm phong bì thư, thật lạ lùng. Tại sao chỉ chưa qua 14 ngày ông đã nhận được thư nhà? Cách đây 3 năm, ông nhận được thư đầu tiên của con gái đầu lòng. Nó phải viết những dòng chữ nhỏ li ti trên trang giấy polia mỏng dính. Ông thông cảm với vợ ông, các con ông các đồng chí giao liên phải quốc bộ 6 tháng liên tục mới vượt qua chặng đường hiểm trở đầy dãy đồn bốt địch với đủ loại suối sâu, đèo cao, rừng rậm, nhiều thú dữ và phải qua bao ngày ăn đói, nhịn khát, ngủ rừng dưới trời mưa, gió bão hoặc rét cắt da, cắt thịt để đưa công văn, tài liệu trong đó có lá thư mỏng dính đến tay ông. Đã có lần ông nhận được phong bì thư không đề địa chỉ người gửi, được gửi từ Biêu điện Hà Nội, ông mở phong bì có mấy dòng đánh máy dính ở đầu thư vợ ông mong đồng chí thông cảm vì phải gùi thổ quá nặng đi đường xa các đồng chí giao liên đã vứt mọi phong bì thư để hành trang bớt nặng thật hiếm có nước nào có chuyện lạ kỳ như kiểu này ở đây không có chuyện đi kiện vì giao liên đã xâm phạm vào đời tư của tôi đã không tôn trọng luật thư tín mà là giữa cái sống cái chết giữa sự lựa chọn đi tới đích hay bỏ cuộc nửa chừng đã có ai phải hành quân bộ vượt dãy núi Trường Sơn Hùng Vĩ mới hiểu vì sao người trong cuộc phải bỏ bớt đồ dùng dư thừa như cắt ống tay áo hoặc quần dài thành quần đùi và vứt bớt phong bì thư. Một chiếc phong bì chỉ là một tờ giấy gấp lại nhưng chút lại một trăm phong bì là chút bớt gánh nặng giúp cho đôi chân mỏi nhừ lê được thân hình tiểu tụy ngóc ngoài vì sốt rét hành hạ có thể đặt chân lên nơi nào đó ngoài vĩ tuyến 17 ở trên đất miễn Bắc Thân Yêu. Ông Bảy Đấu hiểu rõ hoàn cảnh đó nên ông chỉ dám gót ghém tâm tư tình cảm mình trong hai trang thư gửi đến vợ và các con ông. Ông không ngờ lần này ông nhận được lá thư dày cộn, chỉ gửi đi cách đây 14 ngày. Ông mừng quá. Con đường 559 đã thông suốt rồi nên thư của vợ ông của các con ông không phải ngồi trên lưng các đồng chí giao hên gùi thổ nặng nữa mà đã cưỡi ô tô chạy suốt từ giờ đến Vinh Linh, ra Hà Nội. Ông mở phong bì thư, thằng Ba Vĩ vốn hóm hình, tinh nghịch và có năng khiếu văn chương, thơ phú đã viết. Thưa ba, kê hình, ảnh, ba gửi vào, má và các con say xưa truyền tay nhau ngắm ba, má chiếm độc quyến tấm hình, tụi con này nỉ mãi, má chỉ cho xem rồi thu lại luôn. Tụi con có sáng kiến ghép hình của ba mặc đồ lớn, com lê với má mặc áo dài thành một đôi rất đẹp, duyên dáng, tình tứ. Ông nhớ đến kỷ niệm về tấm hình của mình, năm ngoái, bộ điện than cho phép ông sang thăm Liên Xô rồi về chữa bệnh ở Trung Quốc, cũng như mọi cán bộ đi nước ngoài khác, ông được mượn vali, hai bộ com lê, áo len, áo pácder suy mũ lông mũ phớt ông rảo bước trên hồng trường vào lăng viếng lenin vào cửa hàng bách hóa lớn nhất mát cơ và từ mát cơ -va, ông về bắc kinh bằng tàu hỏa ông thăm vạn lý trường thành thăm cố cung thăm nhiều danh lam thắng cảnh khác và điều đặc biệt là ông được điều trị bệnh hen xuyễn kinh niên vì chỉ đi chơi được nghỉ ngơi và luôn ăn tiệc ở khách sạn sang trọng với tiêu chuẩn cao nên ông béo già, trắng hơn. Ông đã gửi tấm hình trẻ hơn ngoài đời đến cả chục tuổi do thợ ảnh Bắc Kinh chụp cho gia đình. Bà Vĩ viết tiếp, tụi con tự hào, hãnh diện vì ba má. Tụi con này nỉ má viết mấy dòng đề tặng ba phía sau ảnh nhưng má không chịu. Còn tính ghi hạnh phúc của anh bảy đấu và chỉ tư hạ trong tuần trăng mật má dày con. Con đề nghị viết, ông bà ngoại bảy đấu sáu hoàn luôn khăng khít bên nhau má vẫn chửi con đúng là tấm hình của hai vợ chồng ông rất đẹp giống như ảnh chụp sau ngày cưới mặc dù ông đã lên chức ông ngoại ông rút bút máy ghi phía sau ảnh hạnh phúc biết bao khi được làm chồng làm cha và giờ đây lên chức ông ngoại ông tự khẳng định vị trí và trách nhiệm của mình khi còn làm chồng làm cha ông đã không để một bóng hồng nào lọt vào trái tim thì giờ đây Cánh cửa đó được khép kín vì ông đã giữ chức ông ngoại. Ông lần lượt lấy các thư khác. Bà viết mộc mạc, chân thành đầm thắm. Thư tư linh viết trứng chạc, khúc chết. Thằng này chắc là khôn trước tuổi, giả trước tuổi, chỉ nghĩ tới học hành chứ không biết chơi bởi gì. Bé Mười Tuân chắc là lớn lắm, nó kể với ông đủ mọi chuyện mạch lạc chi tiết. Út Hiếu gửi thư kèm theo ảnh cho bà đây chắc là ưu tiên đặc biệt vì ông chưa biết mặt con gái út con nhỏ dễ thương quá đôi mắt đen lay láy tinh nhanh như mắt nai tơ đôi má bầu bầu nụ cười rất tưới nó viết ba à khi nào ba về với con con học giỏi đứng thứ ba trong lớp anh bảy thiện học giỏi hơn con con không sao đuổi kịp anh mặc dù anh ba vĩ kèm con giết dì dượng năm cưng con lắm nội ngoại các gì các cô rất thương con, đều bảo con càng lớn càng giống ba. Đúng không ba, tụi bạn còn có ba, con không có ba ở gần, con thèm ba quá, ba mau về với con, nghe ba. Năm 1965 này, con nhỏ tròn 10 tuổi, thằng Mười Tuân đã kể về chuyện nghịch ngợm của con gái với ba. Ông đưa cái ảnh con gái út lên môi hôn, ngắm nhìn cái trán hơi rô bướm bình của con, nói với cái ảnh đúng, con rất giống ba nhưng nghị lực phấn đấu để đạt mục đích và tính ngang ngạnh chắc con hơn ba nhiều. Con hơn cha là nhà có phước, ba hy vọng như vậy. Ông đọc thư bảy thiện, thằng nhỏ viết chữ đẹp, khúc chết, nó không có ảnh hay chưa lần nào chụp ảnh, không hiểu vì sao vợ ông lại đẻ sinh đôi đúng lúc ông vắng nhà. Cô ấy làm cách nào để nuôi nổi bảy mặt con? Quốc gì ông được đi bê, được gặp vợ và bảy đứa con của ông, ông đứng dậy mở tủ ông cũng chả thắc mắc vì sao không có thư của mỹ lê mỹ hòa ba cánh ông thỏa mãn vì cùng một lúc đọc được năm thư và hai tấm ảnh vô giá ông lấy ra chiếc hộp sắt đặt lá thư mới nhận vào đấy đây là kho tàng là báu vật của riêng ông ông đọc đi đọc lại tới mức thuộc lòng mọi lá thư nhà xong ông vẫn giữ thói quen đọc nghiến ngẫm từng dòng từng chữ trong thư vào đêm mùng một âm lịch mỗi tháng vào đêm đó ông thường thức tới hai ba giờ sáng thả hồn về gò công sài gòn với vợ con ông đã đề nghi tới lần thứ mười xin được trở về quê hương chiến đấu nhưng điều đó không được chấp nhận từ gần một năm nay ông không đề cập tới điều đó nữa mà dồn hết sức mình đóng góp phần nâng sản lượng than của miền bắc lên ông coi đó là trách nhiệm là đóng góp của mình với quê hương ruột thịt và là cách lao vào cuộc thi đua tốt nhất để xứng đáng với vợ và các con ông ông khóa tủ mở cửa phòng ông đặt tút thuốc lá tam đảo gói bích quy gói kẹo trên bàn cô văn thư con đem lại cho bố tin vui rất đặc biệt bố khao tất cả anh chị em trong cơ quan ảnh của má con và con bé út hiếu đây chỉ trọng nháy mắt ai cũng đến chia vui với ông khen vợ ông trẻ, đẹp và ai cũng gì tai nhau, tuyên ngôn của ông ông đã là ông ngoại. Anh chị em trêu ông. Sao ba lại gọi là út hiếu? Nếu nước nhà thống nhất, ba gặp má con lại có em thì sao? Sẽ gọi là út thêm, út thừa, tụi bay khỏi lo. Như vậy là ba chưa biết mặt bé Bảy Thiện, sao ba không xin cho Bảy Thiện ra miền Bắc học ở trường miền Nam? Cô sáu và mấy đứa không đề cập tới chuyện này để thùng thắng rồi sẽ tính, vội gì. Ông Bảy đấu vui lắm, các cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc, đã mấy ai nhận được thư và ảnh của vợ con như ông. Ông phải sống và làm việc ra sao để xứng đáng với dòng chữ ông ghi dưới tấm ảnh, một vợ bảy con đang chiến đấu ở miền Nam. Má Sáu hoàn phải bảy binh bố trận, ai đi đón khi Mỹ Lê bồng cháu tranh ra khỏi nhà tù, đón như thế nào, đưa về đâu, má có trong tay bao nhiêu cơ sở. Má nhờ sư cô Nguyễn Thị Nhàn, hai thưởng, cụ năm, sáu dinh hoặc gì út quê đón con gái và cháu ngoại má thì sao? Hay là má nhờ chú tám phà, sáu đồng hoặc chủ xe cơ giới nào đó đưa má con con nhỏ trốn vào cứ luôn hay là má thay hình đổi dạng, má đi đón con gái? Mỹ Lê sẽ vui lắm nếu trông thấy má, và má sẽ là người đầu tiên được bồng cháu ngoại khi nó rời khỏi nhà tù mỹ lê bị kết án một năm hơn một năm qua ngày nào đêm nào má cũng mơ ước được gặp lại con tại sao má không thể đón nó má chưa bị lộ ở sài gòn và con nhỏ được tha do mãn hạn tù nào có gì cần phải lấn tránh má sẽ thuê xích lô xe lam hay taxi đưa má con mỹ lê về sống chung với má ở cầu cây gỗ má có nhà riêng rồi má chấp thuận cho thằng tư linh tham gia công tác đoàn ở trường nó thằng Ba Vĩ xin phép má cho nó và út hiếu học xong niên khóa 1965-1966 ở quê. Má đã rút thằng Mười Tuân về với mình, thế út hiếu làm con nuôi gì út khuê, đưa thằng Bảy Thiện làm con nuôi chú thím Mười Thơ. Má tin thằng Mười Tuân khôn ngoan biết giữ mồm, giữ miệng. Má đã trao đổi với nó chuyện công tác hết sức bí mật như với người lớn đồng chí hướng với má. Mười tuân nè, con có trông thấy hầm vũ khí ở trong nhà má út khuê không con biết hết trơn hết trọi rồi má út đã cho con hãy đã dặn con cách mở và đậy nắp hầm má đón con về nhà ta ở cầu cây gõ má tính là ta cũng đặt kho vũ khí trong nhà má à sao má không mua nhà to hơn nhà ở cầu cây gỗ nhỏ xíu nền đất mái lập tôn lá nên khó làm kho lắm má tính rồi má và con sẽ đào cái hầm thiệt sâu ở giữa nhà. Má sẽ nhờ chú tám phà trở đến cái chum thiệt bự. Ta cho chum xuống cái hố đã đào, lấy đất lấp lên. Mười tuần gieo vui. Hoàn hồ má, má tải quá. Như vậy ta không phải dùng xi măng chát hầm mà vẫn có kho vũ khí. Con sẽ phụ giúp má. Rõ ràng má không thể đón con gái má về nhà má. Má phải cảnh giác với tụi nó kẻ thù của má có thật lòng thả con má không? Phải chăng chúng đang răng bẫy để rình bắt những ai liên quan tới Mỹ Lê? Nếu má trường mặt ra, tụi nó lén chụp được hình má thì sao? Nó sẽ truy ra lai lịch nữ Việt Công là vợ của tỉnh ủy viên Bảy Đấu, là bí thư phụ nữ Gò Công, đã bị tù 2 năm ở Gò Công, đang có mặt tại Sài Gòn. Dù thế nào, má cũng không thể đưa con má vào cứ ngay, biết đâu tụi nó sẽ tung mật vụ bám theo mỹ lê và sẽ lần tìm ra đường dây bí mật của ta thôi má đành gán sứ mạng nặng nề này cho dì bảy dì bảy sẽ đem theo con ruột của dì chứ không phải tư linh đi đón mỹ lê đưa cháu về nhà mình nếu không thấy động không có ai bám theo dì bảy sẽ mở rèm cửa sổ và má sẽ tìm cách lọt vào nhà dì dì bảy với cái vỏ bề ngoài là vợ viên chức làm việc trong nhà băng pháp do đó tên tuổi của dì chưa hề lọt vào sổ đen cửa an ninh mật vụ hơn ai hết dì bày thấu hiểu nỗi lòng của chị ruột nên dì luôn cố gắng san sẻ bớt gánh nặng về mọi mặt nhất là về tâm lý với chị ruột dì bày tổ chức đón cháu ruột khá chu đáo các bạn dì là vợ những viên chức giàu có những bà má các chị hàng xóm láng giềng thân và do tình cảm thân thiết do tò mò đều kéo đến nhà dì để xem một nữ việt cộng để chia vui vì cháu dì thoát khỏi trốn lao tù tuy mệt nhưng mỹ lê vẫn gắng gượng tươi cười chào hỏi mọi người chị đặt con lên giường bé tranh không khóc hình như ngay sau giây phút chào đời cô bé đã hiểu rõ thân phận mình nên kia vũ khí oe oe không có ở cô cô phải thích nghi với hoàn cảnh không có sữa mẹ cô bú sữa bò uống nước cháo và có lúc cái dạ dày chưa tròn một tháng tuổi của cô phải tiêu thụ cơm tù do một bà má hoặc một cô nào đó nhá nhỏ rồi mớm cho cô khi những vị khách tò mò hiếu kỳ đến đông dì bảy vạch áo cháu gái cho cae bạn xem ai cũng xúc động vì mỹ lê gầy quá gầy tới mức có thể đếm đủ từng chiếc xương sườn cô kể lại sự thật với dụng ý lên án chế độ hiện hành cháu chả biết mình mắc tội gì cháu là cô giáo dạy ở trường tư thục nguyễn hoàng mấy ông cảnh sát bắt cháu khám nhà cháu nhưng không thu đượm chứng cớ nào mấy ông tra tấn cháu dìm đầu cháu trong nước xà phòng bắt cháu nằm ngửa dẫm lên bụng cho nước phọt ra ở hai lỗ mũi ở mồm rất may là cháu không động thai những người khách đều ái ngại với hoàn cảnh mỹ lê cùng thân phận đàn bà con gái họ từng trải qua những tháng ngày vật vã vì ốm nghén, rồi đến bác sĩ thăm thai hàng tháng, hàng tuần, hàng ngày và những giờ lăn lộn vì đau bụng đẻ, ở bên cạnh có đầy đủ thuốc trợ lực quý hiếm, cùng biết bao người thân, những thầy thuốc giỏi nhất túc trực, nên họ không chỉ thông cảm mà còn rất thán phục Mỹ Lê. Làm sao chị có thể sanh để mẹ tròn, còn vuông khi bên cạnh không một người thân, không một viên thuốc, vì chỉ có đàn bà, con gái ở trong phòng, dì bảy vạch đôi vú của cháu cho mọi người xem. Đôi bầu vú của bà mẹ trẻ đang nuôi con mới hơn hai tháng tuổi nhăn nheo, nhão nhoẹt, dì bảy nắn nắn. Không một giọt sữa nào ra được từ núm vú. Tại sao lại như vậy? Câu trả lời thật đơn giản, rõ ràng. Vì bị tra tấn dã man khi mang bầu, bị suy dinh dưỡng nặng trước và sau khi sanh con. Khoảng 9 giờ tối, khách về hết, trông thấy ám hiệu an toàn, má sáu hoàn đi về phía nhà em gái. Vào lúc này Mỹ Lê không nén được mình nữa. Câu hỏi đầu tiên khi rời khỏi nhà tù mãi đến phút này chị mới có quyền hỏi gì ruột. Anh ba con bị bắt hồi nào vậy? Gì? Con đã biết chuyện này rồi ư? Ai nói cho con vậy? Sáu hình. Mỹ Lê kể lại lần địch điều trị về trại giam ở nhà Lao Thủ Đức. Tại đây chị gặp lại sáu hình bộ mặt sáu hình thiểu não quá con người đã một lần phản bội nay tự nguyện trở lại làm người có những mặc cảm riêng chị muốn gần gũi để cứu vớt sáu hình không giữ được điều bí mật trong bụng sáu hình dì giả báo tin chị tư chị có bản lĩnh hơn tôi tôi tin chị sẽ vượt qua nỗi đau đớn này anh ba cánh bị bắt chúng sẽ kêu án tử hình anh trời chuyện thật như vậy sao chị nhìn vào mặt sáu hình Sáu hình không lừa dối chị và đang muốn san sẻ nỗi đau với chị. Chị ôm con vào lòng. Lẽ nào con mồ cỏi trao chị không muốn khóc nhưng nước mắt cứ trào ra. Chị nắm chặt tay sáu hình thổ lộ. Anh sáu, tôi đau khổ lắm. Sáu hình chậm rãi. Tôi hiểu. Chị cố thắng keo này. Nghe chị. Dì bảy chưa hay biết gì về việc kẻ địch sẽ kêu án tử hình ba cánh. Dì im lặng nhìn cháu. Dì không biết nói gì với nó. Nó là cháu ruột gì nhưng nó có cương vị cao hơn, trình độ chính trị giỏi hơn gì. Mặt khoe gì phải giữ nguyên tắc bảo mật, gì đâu có quyền phát ngôn về những gì liên quan đến hoạt động của ba cánh, chính trị viên ban quân sự thành đoàn. Dì khuyên Mỹ Lê, cháu ăn cháo gà rồi tắm rửa, má cháu hẹn sẽ đến với cháu, má hiểu tường tận về vụ ba cánh hơn gì. Có tiếng gõ cửa, vừa trông thấy má, Mỹ Lê kêu má rồi chạy ảo tới ôm lấy má, gục đầu vào vai má. Má sáu hoàn dìu Mỹ Lê ngồi xuống giường. Chị khóc, khóc thổn thức khóc nức nở. Má sáu hoàn cũng khóc, tay má vuốt tóc con gái. Tóc nó rụng nhiều, sợi cứng. Má vuốt lưng con. Chao ôi, nó gầy đến như thế này. Má hướng về phía cháu ngoại, bồng cháu, con nhỏ hơn hai tháng tuổi mà nhỏ hơn hai gì và bốn cậu nó khi má mới xanh. Má sờ tay nắn chân cháu. Thôi, cứ có đầu, có đuôi nuôi lâu cũng lớn. Má sẽ lo cho con gái và cháu ngoại của má. Má lấy khăn lau nước mắt cho con gái. Mỹ Lê cố nén tiếng nức nở để hỏi má về chồng mình. Con thương anh quá má ơi. Con muốn nhìn mặt anh lần cuối mà không biết làm cách nào. Má kể tường tận trường hợp anh bị bắt cho con nghe má sáu vuốt tóc con không có lời an ủi nào tốt nhất để sửa ấm trái tim nó xoa dịu nỗi đau thương của nó bằng cách kể về chồng nó ba cánh đã xử sự đúng trong mọi trường hợp khi hôm vợ bị bắt nếu ba cánh sốc nổi hấp tấp là sẽ lỡ việc lớn anh đã đến các địa chỉ mà tư liên cho biết thông báo kịp thời sự việc xảy ra chủ các gia đình này đều có cách khai báo với địch rành giọt đúng Sáng nay cô giáo liên đến gặp vợ chồng tôi. Cô phàn nàn là thằng nhỏ nhà tôi học kém lắm. Có một cô giáo ở trường tư thục Nguyễn Hoàng định hỏi mướn nhà. Cô trả giá rẻ. Gia đình tôi không bằng lòng. Nhờ nắm trước tình hình, gia đình nào cũng chủ động đối phó, không sợ hãi, không né tránh trước những lời dò hỏi của địch nên không bị chúng nghi vấn. Má sáu hoàn thủ thị. Từ sau ngày con bị bắt, thằng ba càng ham chiến đấu. Ao ghi lại nguyên văn lời tuyên dương thằng ba đây nè. Má sáu trao cho con gái mảnh giấy. Tư liên lầm nhầm đọc, đồng chí ba cánh. Tránh trị viên ban quân sự thành đoàn đã bám sát thành phố, đi sâu nghiên cứu, chỉ đạo lực lượng, cải tiến vũ khí, đề xuất cách đánh bồi, đánh nhồi để tiêu diệt giặc Mỹ cao hơn, đúng đối tượng hơn. Đồng chí Ba Cánh đã vận dụng lối đánh này trong nhiệm vụ tấn công khối cảnh sát giá chiến, kho đại phong của Mỹ và hàng chục điểm khác. Nét mặt tư liến thoáng tươi hơn. Cô hỏi má. Đánh bồi, đánh bồi là thế nào hả má? Má Sáu trả lời thành thật. Tao đâu có hay về quân sự. Đại khái là thế này, muốn đánh tụi sĩ quan Mỹ ở nhà ăn. Thằng ba cho nổ quả mìn thứ nhất ngay tại phòng. Những đứa sống sót chạy ùa ra cửa quả mìn hẹn giờ thứ hai nổ chậm hơn mìn trước nửa phút có hiệu quả diệt địch cao hơn. Tư liên lộ ý hài lòng. Anh ba không có tướng quân sự. Tại sao anh nghĩ ra cách đánh hiểm như vậy? Cô lắng nghe má kể. Đầu tháng 9 năm 1965, địch điều động một tiểu đoàn cảnh sát giã chiến về sân banh Cộng Hòa Tập. Thằng ba để ý quan sát. Tụi nó cứ xếp hàng tám đi từ sân banh về nhà thương chợ dẫy mấy đứa yêu cầu đặt mìn đánh tụi nó trên đường đi thẳng ba không đồng ý thành ủy đề ra ba yêu cầu khi đánh giặc mấy chưa nghe phổ biến phải không đó là bảo toàn lực lượng bảo vệ dân tiêu diệt sinh lực địch thẳng ba phân tích đánh trên đường tụi nó di đông ta diệt được ít ta cũng khó lòng bảo đảm an toàn cho dân và điều kiện rút lui sau khi đánh cũng chưa thật thuận lợi Thằng ba đề nghị đặt mìn ngay sân banh đúng lúc tụi nó đi tập về vào khoảng 11 giờ trưa. Chỉ có những đứa con gái là dễ làng vảng đến chỗ tụi nó vào giờ này. Bốn đứa, còn sáu vịnh, ba long, năm nhuận, út thư được giao việc này. Mày có biết mấy đứa nhỏ đó không? Dạ biết, tư liên trả lời. Chị hồi hộp theo dõi câu chuyện như hối nhỏ nghe má kể chuyện cổ tích. Thì ra anh Ba Cánh đã đắp xa bản hướng dẫn mấy cô gái tập. Theo đơn đặt hàng, ban hậu cần của má sáu phải cung cấp mìn định hướng. Chú Mười Hùng đã đem mìn từ Củ Chi lên Long An giao cho hai chị em Lê Thị Hường và Nguyễn Thị Hoài đem vào thành. Ngày 29 tháng 9, bốn nữ chiến sĩ biệt động giả làm gái điếm, đến làm quen với cảnh sát. Các cô gái mìn hẹn giờ cho nổ 10 phút sau khi mấy cô rút lui không hiểu sao mìn không nổ. Trận đánh vậy là thất bại. Nếu địch phát hiện thấy cái túi mìn, tụi chúng nó sẽ cảnh giác đề phòng. Cô Ba Long đề nghị với ba cánh. Anh cho em quay lại lấy. Bỏ hai quả mìn tiếc lắm. Ba cánh đắn đo. Nguy hiểm lắm. Mày đi là cầm chắc trong tay hai phần chết. Một phắn sống. Mìn nổ. Mấy sẽ hy sinh. Đó là một. Địch phát hiện được. Nó sẽ xử bắn tại chỗ đó là hai. Ba Long khẳng khái, dù có bị địch bắt, em dáng gánh chịu hết mọi tội, không khai báo cho ai. Trường hợp mìn nổ, em hy sinh nhưng không để vũ khí lọt vào tay giặc. Những cô gái khác đều sung phong nhận việc, ba cánh không thể làm thay mấy cô được. Thấy bóng anh lảng vảng gần nơi luyện tập, tụi cảnh sát sẽ xét hỏi ngay. Ba cánh quyết định giao việc lấy mìn cho năm thuận và út thư hai cô gái này đã trực tiếp được nghe đồng chí Nguyễn Văn Thành, một chuyên gia về vũ khí của biệt động, người kể tiến hoàn hảo đồng hố điện, hướng dẫn cách gài lại chết an toàn và khóa hãm khi mìn gặp sự cố. Năm Thuận và Út Thư đã đem hai quả mìn rời khỏi sân banh Cộng Hòa, trước gần ngàn con mắt của tụi cảnh sát ác ôn. Má Sáu Hoàn tiếp tục kể với con gái. Ngày 01 tháng 10 năm 1965, thằng Ba bị bắt do bị chỉ điểm nhận mặt đúng vào thời điểm trận đánh tiếp theo ở sân banh Cộng Hòa quyết định vào 11 giờ trưa ngày mùng 2. Đã có ý kiến gợi ý là nên hoãn trận đánh. Nếu ba cánh khai ra, tụi địch sẽ bắt được một lúc bốn chiến sĩ biệt động cùng đầy đủ tang vật. Cả bốn đứa con gái đều xin đánh vì đều tin là ba cánh không thể là kẻ phản bội. Tụi nó đã trả thù cho đồng chí tránh trị viên ban quân sự thành đoàn bằng cái chết của 42 tên cảnh sát ác ôn. Tư Liên ngồi lặng đi giờ lâu bên má. Cô trao đổi với má nhưng để nói lên nỗi lòng của mình. Con đã giữ chọn lời hứa với anh khi vào tù. Chắc anh không bao giờ phụ lòng tin của má con con. Má hè. Má sáu hiểu là con mình đã vơi được nỗi buồn. Điều tất yếu là nó không bị gục ngã. Nó phải đứng thẳng dậy. Má khéo léo nhắc lại lời ba dặn buổi chia tay con là trụ cột của gia đình con là tấm gương phản chiếu để dìu dắt các em bàn về tương lai các em tư liên trả lời dứt khoát cái tên tư liên bị lộ rồi từ ngày mai con sẽ đăng ký lãi bí danh là mười dương con không làm nhục dòng họ dương của chúng ta đâu má rút các em con lên dần dìu dắt cho tụi nó tham gia chiến đấu trước hết má hãy đưa thằng ba vĩ lên ở cùng má má sáu hoàn hứa sẽ nghe lời con má rất mừng vì con gái má còn tỉnh táo sáng suốt và rất kiên quyết đánh địch má muốn trích thêm cho con liếu thuốc bổ nữa má khoe má đã mua nhà ở cầu cây gỗ má với mười tuân cùng sống chung để trông coi kho vũ khí thành đoàn đã ra lệnh điều động ba vĩ và kết nạp tư linh vào tổ chức má má đối với mỹ lê sao gần gũi thân thương quá mức má đã hành động rất đúng trong lúc hai con gái, con rể và cả cháu ngoại má ở tù, má đã đưa nốt ba đứa con trai vào trận, đã dùng nhà mình làm kho vũ khí. má không chỉ là mẹ đẻ mà còn là đồng chí vô cùng tin cậy của chị. Tư Linh đi học về, cậu chạy ùa vào phòng, chào, má mới tới, chị hai, cháu đâu? má sáu hoàn nẹt vui con trai, chị hai mấy mới, mới ở tù ra. Mấy không hỏi câu nào sao, mày chỉ quan tâm tới cháu thôi à? Tư Linh cười, thanh minh. Chị hai biết nói, con sẽ hỏi chuyện chị sau. Con nhỏ này chưa nói được nên con phải hỏi nó trước. Tư Linh cúi xuống bồng cháu. Đôi tay lực lưỡng của cậu không nâng nổi bé tranh lên khỏi giường. Cháu cậu nhỏ quá đầu ngoẹo về một bên. Chân tay lõng thóng nên cậu sợ cháu đau, sợ làm cháu ngã, Dì bảy ấm gọn cháu đặt nó vào hai tay tư linh. Tư linh lóng ngóng, gồng hai tay, lên gân như người đang cử tạ. Cậu quay về phía chị ruột. Con nhỏ tên là Tranh phải không chị? Mỹ Lê xác nhận. Nếu chị sanh con trai, mấy má bắt đặt tên là Vũ. Đúng quá rồi, đấu tranh Vũ Trang. Chị về, chị cho em tham gia lực lượng Vũ Trang nghe. Cậu trao cháu cho má, nắn cánh tay chị. Tay chị nhỏ như ống sậy, chưa bằng nửa tay cậu. Tụi nó hành hạ chị cậu, cậu phải trả thù. Dì bảy là bà chủ nhà chu đáo, tế nhị. Mãi lúc này dì mới đưa Dượng bảy và các em vào thăm Mỹ Lê. Dượng bảy điềm đạm, lịch sự, không can thiệp vào việc riêng của vợ. Tuy ông biết rõ vợ ông là cán bộ phụ nữ hồi 9 năm kháng chiến chống Pháp cùng chị ruột, anh rể vợ và các cháu hoạt động nhưng ông làm ngơ ông tuyên bố, chị Sáu để má con Mỹ Lê ở đây với tụi tôi. Dượng Bảy, dì Bảy sẽ lo tầm bổ sức khỏe cho cháu. Dì Bảy sởi lời, việc đó sẽ do chị Sáu và Mỹ Lê quyết định. Xin mời cả nhà. Dì Bảy, Dượng Bảy làm tiệc đón Mỹ Lê khỏi tù và mừng cháu tranh. Ngồi dự tiệc, đầu óc má Sáu suy nghĩ mông lung. Má nên quyết định số phận con gái thế nào? để má con nó sống với dì bảy dượng bảy không nên nếu chỉ xét đơn thuần về mặt vật chất chắc chắn má con mỹ lê không tìm ra nơi nào lý tưởng hơn ở đây nhưng làm như thế là mạo hiểm là mất cảnh giác chắc chắn không đời nào kẻ địch buông tha mỹ lê bằng mọi thủ đoạn chúng sẽ bám sát nhất cử nhất động của mỹ lê và từ mỹ lê cái cơ sở tuyệt vời của dì bảy sẽ đổ vỡ hoặc ít nhất cũng bị thối không sử dụng được nữa má sáu hoàng trao đổi riêng với con gái mỹ lê gợi ý con tính đưa bé tranh về cần thơ cô năm cùng phụ với con chăm sóc cháu cánh cháu tranh bà mẹ lắc đầu phương án đó không hay đâu thằng ba cánh bị bắt nếu tin của sáu hình là đúng tụi nó sẽ kêu tử hình thằng ba nên tụi nó sẽ dò tìm mọi việc liên quan tới chồng con con về cần thơ là sẽ tự mình chui vào bẫy của tụi nó mỹ lê không thể phản bác những ý kiến phân tích khá chính xác của má cô bàn con nên về chỗ chị năm trăng hay cùng sống với thu hồng xuân hồng hả má không nên đâu con ạ à. sức con quá yếu yếu lắm về với các bạn con không có điều kiện nghỉ ngơi tẩm bổ cháu tranh suy kiệt quá rồi con không đủ sức chăm sóc cháu đầu má tính là con nên vô cứ má con không vô cứ. Con phải ở lại Sài Gòn để trả thù cho chồng con, cho Mỹ Hòa. Má Sáu hoàn thấu hiểu tâm trạng dối bời của con gái. Nó mới thoát cảnh tù ngục vài tiếng đồng. Hơn ai hết, nó căm thù những kẻ tạo ra chế độ lao tù khốc liệt đã đầy đọa má con nó. Nó nhớ đứa con đầu lòng. Nó thương chồng vô hạn. Nó thích lao vào công tác ngay tức khắc nhưng sức khỏe của nó suy sụp quá rồi má thuyết phục con với giọng nghiêm khắc như ra lệnh. Con mới ở tù ra. Về nguyên tắc, con phải báo cáo với tổ chức những gì đã đến với con trong thời gian con bị địch bắt. Điều này thì Mỹ Lê thừa nhận má nói đúng. Lâu nay, bất cứ cán bộ to hay nhỏ, bị xa vào tay địch vài giờ, vài tháng hay vài năm đều không được trở lại sinh hoạt nếu chưa kiểm điểm trước tổ chức. Mỹ Lê không thể dựa vào thân hình tiểu tụy và đứa con nặng chưa quá 2kg của mình để đòi hỏi có ngoại lệ. Cô chấp thuận gợi ý của má bằng câu hỏi. Theo ý má, bao giờ con nên vào cứ, con có nên đem theo bé tranh không? Má con ta cần bảo vệ dưỡng bảy. Dì bảy, đừng lạm dụng lòng tốt của dì. Dưỡng, nếu con không phản đối, má con ta sẽ rời khỏi đây ngay. Tụi nó đang theo dõi con, con phải thoát khỏi đây sớm phút nào hay phút ấy. Má sẽ lo cho bé tranh. Má, tại sao vậy? Vì sao má không cho con mang theo con của con? Má tính rồi. Con nhỏ hai tập, con gì út khuê mới sanh con đầu lòng. Sữa hai tập tốt lắm. Hai tập đúng ý nhận nuôi bé tranh. Mỹ Lê không cãi lại má. Ý kiến của má rất hay, vừa hợp tình, vừa hợp lý nhưng trời ơi chị làm sao bỏ con lại được đứa con đầu mới có ba tháng tuổi chị buộc phải giao con lại cho cô ruột của chồng bây giờ lẽ nào chị xa rời đứa con thứ hai còn đỏ hòn chưa được hai tháng tuổi chưa một lần được bú dòng sữa mẹ có người mẹ nào trên trái đất này lại đoảng lại nhẫn tâm như chị không chị thương bé tranh quá dù sao bé cánh cũng nằm trong bàn tay săn sóc của nội của bà con ruột thịt còn bé tranh thì sao mới hai tháng tuổi. Nó đã có hơn chục má nuôi ở trong tù và giờ đây lại sắp có má nuôi mới là gì hai tập. Má đã tính toán đúng. Nếu không được bú sữa mẹ, bé tranh không thể cứng cáp được. Tùy rất đau khổ, Mỹ Lê buộc phải chấp thuận cách sắp xếp của má. Cô giao hẹn. Nếu có tin tức của anh ba hoặc bé tranh trái gió trở rời, má báo ngay cho con. Má sáu gật đầu. Mỹ Lê gạt nước mắt rời khỏi nhà sáng hôm sau chị đã có mặt ở cứ đúng theo dự kiến của má Sáu Hoàn. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo vào chương trình phát sóng 20 giờ tối hàng ngày trên kênh.